Xin chào mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Lan Rừng Hàng Độc So Bắc Tây Nguyên Khi nhắc đến tuyết thì người ta thường hay nghĩ tới những bông tuyết rơi trong những đêm mùa đông giá rét à, Còn đối với anh em chơi kiếm thì khi nhắc tới tuyết thì người ta thường nghĩ ngay tới cái bông kiếm trắng tuyết ngọc nha mọi người à đây là một cái cây kiếm đột biến thuộc cái dòng kiếm lô hội à, cây nhỏ nhắn xinh xắn và đặc biệt là cho hoa rất là đẹp luôn à, cánh hoa thì hình dọc lệ nhé mọi người dọc lệ người ta hay gọi cái kiểu cánh hoa này là cái cánh thủy tiên à, và phần lưỡi bầu trắng ha à. à, thì em sẽ chèn thêm một số cái hình hoa vào để các bác anh chị chúng ta cùng nhau ngắm à, về cái bông hoa kiếm đặc biệt này thì đối với anh em chơi kiếm thì cái cây à, à, kiếm à, trắng tuyết ngọc này á thì nó giống như là một cái cây kiếm quốc dân nha à, chắc chắn là nên sở hữu làm giống ở trong vườn nhà à, cây thì mang cái đặc điểm là à, rất dễ trồng dễ chăm sóc của cái dòng kiếm lô hội rừng việt mình à, cùng với đó là à, tên tuổi thì cũng được khẳng định à, ở trên cả nước rồi hầu như là các bác anh chị đã chơi lan kiếm thì đều ít nhất một lần chúng ta nghe tới cái bông kiếm đột biến có tên gọi là trắng tuyết ngọc nhé mọi người à rồi và về nguồn gốc cây thì cây thì được phát hiện ở đất vùng đất Minh Tân thuộc huyện Thủy Nguyên của tỉnh Hải Phòng nha nó là một cái cây kiếm đột biến lô hội rừng Việt mình rồi hôm nay thì ở trong vườn em thì có tách ra được một số tép đây thì em quay clip lên chia sẻ cho các bác các anh chị nha mọi người nếu mà chúng ta chưa có hoặc là muốn siêu tầm giống của cái cây kiếm trắng tuyết ngọc này thì mọi người có thể là liên hệ tới số điện thoại của em đến tiêu đề mọi người liên hệ đại 0384 750 258 và mỗi một tép như vậy đây mỗi tép như vậy thì có giá là 250 ngàn nhé mọi người 250 ngàn một tép kiếm đột biến trắng tuyết ngọc đây. thì hôm nay thì em có một số tép thôi mọi người trong trong làm giống thì tách ra thì nó cũng không được nhiều đây vậy thì chắc là cũng đủ chia cho gần gần 10 anh em Đó, đây rồi đó hai trăm rưỡi tép nha mọi người như này thì bán nào muốn mua về hai tép thì có thể mua này à, như về này thì 500 còn lại là cứ hai trăm rưỡi về thôi <laughs> ngoài ra thì còn có hai thân già thân già thì giá rẻ hơn 200 trăm ngàn tép thôi à, bán nào à, muốn mua thân già cũng được 200 trăm ngàn tép còn không thì cứ mua mấy thân mà tơ khỏe đây về trong thì nó khỏe hơn tùy bán nào có kinh nghiệm người ta biết trong thân người, người ta mua còn không thì mua mấy thân này cho khỏe ha rồi đó là cây kiếm trắng tuyết ngọc ngày hôm nay <laughs> về cái cách trồng cách chăm sóc kiếm thì chắc là nhiều bác cũng đã biết tới rồi cây kiếm nó rất dễ trồng thôi mọi người mọi người có thể trồng vào chậu than cũng được trồng vào chậu vỏ thông cũng được à, một số bác thì trồng bằng những cái ví dụ như đá bọt cũng được mọi người nhưng mà cái giá thể mà em cảm giác uh, tốt nhất hợp nhất với những cái cây giống kiếm này đó chính là mọi người trồng uh, gồm vỏ thông nè mọi người trồng chung với vỏ lạc khung nè À, rồi thêm ít sơ dừa nữa rồi trộn đều với nhau xong đó thì chúng ta cho thêm ít phân tan chậm cũng trộn đều luôn à, bán nào mà có phân dê hoặc là phân cá thì anh ta trộn vô nữa thì là quá tuyệt vời luôn đó đó là cái giá thể trồng cái cây lan kiếm này nhớ mọi người à, cứ trong ít bữa thôi là bắt đầu mầm mít rồi nó phi ra một khi cây nó đã lất thì nó sẽ lớn nhanh nó đẻ rất là nhanh nha rồi Mọi người có thể thấy là cái cây kiếm tuyết ngọc này thì thân thủ nó cũng gọi là rất là xinh xắn luôn Nó không to đúng như một số cây khác Nó cỡ cỡ vậy thôi Nhưng mà một khi nó đã ra hoa thì phải nói là đẹp viên mãn luôn mọi người <laughs> rồi. cái đây thì nói chung là hoa ở vườn nhiều rồi Nên là chia sẻ giống cho mọi người rất là an tâm luôn Rồi kiểm tra tuyết ngọc nha mọi người Thân thủ rất dễ thương à, như này về đựng về này là hai tép này còn lại là một tép đơn hết rồi em hôm nay nay thì em sẽ bắt đầu em nhận đơn nhé bán nào anh chị nào có nhu cầu sưu tầm thì cứ liên hệ tới số điện thoại của em để tiêu đề mọi người liên hệ đài 0384 750 258 để đặt mua nhé mọi người lưu ý là giá 250 ngàn một tép và giá trên thì chưa bao gồm phí vận chuyển nha mọi người phí vận chuyển thì do bên đơn vị vận chuyển họ thu thì mọi người mua thì mọi người thanh toán tiền lan với tiền ship cho bưu tái lúc nhận hàng là được nhé và mọi người được kiểm tra hàng trước khi nhận nhé mọi người Đống cây thì mọi người có thể là thanh toán tiền lan tiền ship cho bưu tái rồi người ta nhận về người ta chăm trồng chăm sóc nhé rồi xin chào và hẹn gặp lại mọi người chúc mọi người sưu tâm được nhiều cái giống lan kiếm đẹp độc lạ của rừng việt mình nhé xin chào mọi người ạ